cuộc sống của con bây giờ nó khó khăn quá đi, mà con gần 40 rồi thì liệu bây giờ con thay đổi liệu còn kịp không con? Nếu mà nói về sự thay đổi đó em thì không bao giờ là quá muộn. Thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống mà. Như cô đi ha, bây giờ cô U70, 2 năm nữa U70 mà cô vẫn đang thay đổi. Cô vẫn đi tìm khám phá ra những cái mới mỗi ngày luôn. Cho nên á, nếu như mà mình muốn thay đổi thì nói thật, tuổi nào cũng có thể thay đổi. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, tại sao em phải thay đổi? Để lúc đấy em phải quyết định là nếu như mình thay đổi thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh hiện nay của em nữa. Nếu như em đang một mình thì cái chuyện mà em quyết định thay đổi á, thì lúc nào mà em muốn thay đổi là thay đổi luôn, ngay và luôn được. Tại lúc đấy mình không có ảnh hưởng ai cả. Nhưng mà ngược lại, nếu mà em đang có gia đình, phải có nhiều trách nhiệm hơn, thì nó quay lại cái bài toán đó là phải lên kế hoạch một cách cẩn thận. Mình muốn thay đổi rồi đó, nhưng mà ở lúc nào mình sẽ chuyển hướng ra làm sao, mình sẽ có mấy bước đi, như thế nó mới đáp ứng được những cái yêu cầu của mình. Và nếu như em vẫn còn lo lắng đúng không, thì cô tặng em một cái bí kíp này. Đó là hãy lấy cái tờ giấy, viết xuống ít nhất 6 cái việc làm hoặc sở thích mà em rất là yêu thích, nghĩa là làm không bao giờ chán ý. Thì khi mà mình thay đổi em, hãy dựa vào những cái sở thích này của mình để bắt đầu chọn cái hướng đi cũng như thế, dựa trên những sở thích này thì em sẽ có rất nhiều động lực để cho cái sự thay đổi mới này.